Hello anh em nha, chào anh em đến với video tiếp theo của mình. Mình là nhà toán học đây, chúc anh em còn một buổi chiều vui vẻ, một buổi tối vui vẻ anh em nhé. Thì nay mình lại lên tiếp tục với số vốn là 67 triệu. 67 triệu đối với con game Thiên Đường Trò Chơi và đối với tất cả anh em nhà mình trong video. Mình sẽ dành tặng cho anh em nhà mình một cái công thức hay, một cái công thức mới. Và cách đánh mới. Và làm sao đi vốn cho hợp lý, cầm 67 triệu, cầm một số vốn to anh em nhá. Rồi, thì nay mình sẽ cho anh em nhà mình biết cách đánh số vốn to làm sao cho hợp lý mà chốt lãi hiệu quả cực kỳ là cao anh em ạ. Đối với cái thế cầu này đang đi dạng gọi là dạng kép 6 này, chín màu đang đi cũng khá là đều với nhau anh em ạ. Rồi, thì quả này mình thử bám bệt anh em nhá. Quả này mình thử bám bệt thôi. Đấy. Thì đối với cái gọi là số vốn 67 triệu của mình để mà nói vào tiếng 7M thì nó cứ gọi là vẫn là ok anh em ạ. Đấy, vẫn cứ gọi là ok, thua thì vẫn còn gỡ được mà đúng không, thua thì vẫn còn gỡ được mà. Rồi thì tiếp tục húp này. Thì đang gọi là có cái gọi là đang lên cầu bệt rồi anh em ơi. Thì mình đang lên cầu bệt rồi thì quả này mình sẽ đánh to luôn này, tiếng này tiếng sau mình sẽ vào 15 triệu luôn, 15 triệu luôn anh em ạ. Đấy, thì làm sao nhá, thì mình sẽ bật mí luôn là làm sao để anh em nhà mình điều chỉnh được cái tâm lý nhá. Làm sao để anh em nhà mình điều chỉnh được cái tâm lý là thứ nhất là làm sao cầm số vốn to mà chúng ta lúc nào cũng tỉnh anh em ạ. Đấy, lúc nào cũng tỉnh chứ không phải là cầm số vốn to tay run rồi lại nghĩ mất đâu anh em ơi. Đấy, anh em hãy bỏ suy nghĩ đấy đi. Cầm những cái số vốn to thì chắc chắn là anh em nhà mình sẽ không nên đánh nhiều. Anh em chỉ dám đánh 10 đến 5-10 triệu một tay. Đấy, xong rồi, đấy là những cái cầu đẹp thì anh em ăn sẽ ăn liên tục luôn, đúng không nào? Còn gặp cầu xấu thì lúc đấy thì anh em đang bị gọi là quấn rồi, đang kiểu chơi quấn rồi này. Đấy, vẫn húp này, 15M húp này. Đấy. Thì vào những cái thế cầu như là cầu bệt, cầu 1-1 hay cầu 2-2 thì anh em lúc đấy anh em gặp được cái thế cầu như vậy thì anh em phải cảm giác là phải mừng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thế cầu đấy cực kỳ là dễ chốt lãi, cực kỳ là dễ gấp vốn đấy và dễ đánh toa để thắng anh em ạ. Đấy, thì lúc những cái thế cầu như thế thì anh em nên là áp dụng cái gọi là cách đánh nhanh thắng nhanh vào. Còn để mà khi anh em đã cầm số vốn gặp cầu đẹp mà anh em không biết tận dụng thì chắc chắn lúc đấy anh em sẽ rút ra thua. Ví dụ như nay mình nạp 67 triệu vào nhé, thì mình đang gọi là gặp cái thế cầu gọi là thế cầu 1-1, à thế cầu bệt đấy anh em, mình đang gặp gặp vào cái thế cầu bệt đấy. Thì quả này mình sẽ quyết định luôn này, quả này mình sẽ quyết tâm vào luôn là 14 triệu thêm 2 triệu nó thành 16 triệu rưỡi anh em nhé. Quả này mình sẽ vào 16 triệu rưỡi. Thì nhiều anh em hỏi thì làm sao để biết cầu bệt, thì một dạng cầu bệt ấy nó bệt tầm 7 đến 8 phát hoặc đến 9 đến 10 phát anh em nha. Rồi 2 3 lại ra 6, à rồi 2 3 ra 5, quá là uy tín luôn đúng không nào. Bệt đến 9 đến 10 phát nhưng mà mình đánh giá con này là bệt cực kỳ là cao anh em ạ. Anh em có thể thấy đấy, những cái cầu bệt của nó ấy, trên 5 phát này, 5 phát thì mình không tính nhé, nhưng mà đặc biệt là trên 5 phát ấy, thì khi cầu bệt đã chớm nở hơn 5 phát, ví dụ hơn 5 phát tài hay hơn 5 phát xỉu thì em bắt đến 9 đến 10 phát giúp mình anh em nhé. Đấy, đấy là cách chơi, gọi là cách chơi cầu bệt. Đấy, đấy là cách chơi cầu bệt của con game Thiên Đường Trò Chơi anh em ạ. Đấy, ôi chưa anh em ơi, thì từ nãy mình đang ăn thông anh em ơi, từ nãy mình đang ăn thông và hướng dẫn, đấy là vẫn đang gọi là mải mê hướng dẫn anh em nhà mình cả là cách xử lý cầm vốn to mà vẫn chốt lãi to bình thường anh em ạ. Đấy, 67 triệu mà mình đánh lên được 125 triệu trong vòng đâu nhỉ, mình đánh được mấy tay rồi nhỉ, một tay, hai tay, ba tay anh em ạ, đánh được ba tay nhá, mình đánh được ba tay đấy. Rồi tay thứ tư bú tiếp anh em ơi, tay thứ tư bú tiếp này. Đấy, thì tình hình như này ấy, thì mình đang gọi là chuẩn bị x được hai số vốn này, 2 4 6 8 rồi anh em ạ. Rồi đến cái tay này mình sẽ đánh nhỏ nhẹ lại, ok chưa anh em ơi. Đến tay này mình sẽ đánh không đánh tiền chục nữa mà mình đánh tiền triệu thôi, ok chưa anh em ơi. Thì tay này mình sẽ vào là 9 triệu đấy, 9 triệu con xỉu. Đối với cái thế cầu này, đối với con game này thì anh em bệt đến 8 đến 9 phát đấy, 8 đến 9 phát thì anh em nên rút vốn lại và đánh nhỏ nhẹ lại giúp mình. Đấy, khi mà
lên được 9 đến 10 phát, lên được cái gọi là cái mục đích mong đợi của anh em nhà mình, thì anh em đánh to lên giúp mình. Đấy, khi đã nằm lên được, nằm trong tầm kiểm soát của anh em nhà mình thì anh em nên đánh to lên nhá. Ô chưa? Xỉu 6 này, 6 này. 6 1 2 3 thì thường ấy, thường các video khác mình sẽ cho lên con tài, nhưng mà đối với cầu bệt này thì mình cũng chưa nghĩ đến cái trường hợp là lên con tài anh em ạ. Đấy. 5 3 này. Ôi, lên 3 lên tài ngay anh em ạ. Đấy, tầm tay này thì chó ăn đá, gà ăn sỏi, còn anh em thì ăn tài, còn mình thì mất xỉu anh em ạ. Ôi chưa? Khá là đau đúng không nào? Không sao cả anh em ơi, không sao cả. Thì chắc chắn rồi, mình bắt cầu hay đến đâu, hay đến đâu, hay đến như thế nào thì chắc chắn cũng phải thua một đến vài tay, chứ chúng ta không thể thắng nổi anh em nhé. Ôi chưa anh em ơi, chứ chúng ta sẽ không thể thắng mãi mãi được, bắt cầu hay đến đâu thì vẫn phải mắc một sai lầm nhỏ để mà thua thôi anh em ạ. Rồi thì đoạn này xem nào, xí ngầu đang gọi là sụt lún khá là nhiều này, thì quả này mình xin xin phép anh em nhà mình là làm con bạc hồi anh em ơi, làm con bạc hồi 10M thôi anh em ạ. Đấy, mình đánh con bạc hồi 10M này, một tay, hai tay, ba tay, bốn tay, năm tay, năm tay, sáu tay anh em ạ. Đang đánh tổng cộng là 6 đến 7 tay, tay thứ 7 đây. Thì 6 tay đang ăn được 5 tay mà toàn ăn tay những cái tiếng gọi là 10 tiền chục anh em ơi. Đấy, quá là được luôn đúng không nào? Rồi thì mình đánh nốt tiếng này cá hồi này. Cá hồi đại dương không có anh em ạ, quả này không có ai. Chân con này con 6 này. Rồi, thì pha này đã không có cá hồi đại dương, để mình xem qua cái thế cầu này nào. Không có cá hồi đại dương thì cầu bệt dài thường ấy không có quả cá hồi đại dương thì mình sẽ lên con tài luôn đi. Quả này mình sẽ cho lên một con tài này. Đấy, xin phép anh em nhà mình làm lốt tay này, mình nghĩ anh em ơi, làm nốt tay này rồi mình nghĩ. Bởi vì tại sao, lý do gì, lý do chi mà mình đang bắt cầu bệt xỉu mà vừa bắt một con cá hồi gãy mà mình đã lại lên tài? Theo như mình biết và theo như kinh nghiệm mình đánh ấy, thì khi mà bệt xỉu dài mà sang gãy gãy một con tài mà không sang xỉu luôn thì sẽ nằm nằm ở tài, có khi là một cầu dài, hoặc là có khi là sẽ ra một cái dạng là bệt 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 kép anh em ạ, bệt kép, bệt kép đấy, dạng bệt kép. Ví dụ vừa bệt xỉu xong thì sẽ sang bệt tài, người ta gọi là dạng bệt kép đấy, bệt kép hai mặt anh em nhá. Rồi làm con tài nào. Ui giời ơi, 2 3 ra 6 anh em ơi. À nhầm, 3 4 ra 2. Rồi thì xin phép anh em nhà mình là mình dừng video tại đây anh em nhé. Thì nay cũng khá là đen, đánh lên được 119 triệu và tự nhiên lại tụt dốc không phanh. Nhưng mà thôi, trong cái trường hợp như này thì mình tốt nhất là mình nên nghỉ anh em ạ. Rồi thì xin phép anh em nhà mình dừng video tại đây, và chúc anh em gọi là giữ vững tâm lý đánh số vốn to anh em nhé. Bye bye anh em.